một người đàn ông tích cóp cả đời và đã xây dựng được cơ ngơi lớn. Đến một ngày, thần chết đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông chợt nhận ra, anh ta chưa kịp tận hưởng gia sản mà đã phải ra đi, bèn nài nỉ xin cho anh sống thêm một năm nữa. Nhưng thần chết từ chối. Anh ta lại xin sống thêm một ngày nữa. Thần chết cũng lắc đầu. Cuối cùng, người đàn ông tuyệt vọng và cầu xin: "Hãy cho tôi một vài phút để viết di chúc vậy." Thần chết gật đầu. Anh run rẩy và viết một dòng chữ: "Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày được sống." Thông điệp của cuộc sống: tiền bạc có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian. Vì vậy, hãy yêu thương, trân trọng cuộc sống này, trân quý hiện tại, trân quý những người xung quanh mình, sống như ngày mai là ngày cuối cùng của đời mình. Lúc ấy, bạn sẽ tận dụng mọi thời gian để làm một ngày có ý nghĩa hơn.